nhiều người mua cứ một ngọn núi là để mà con vợ đó nó qua cai quản đó à, cứ một ngọn núi làm để mà con vợ đó nó qua cai quản đó đó, mỗi lần em xong mà ngọn núi này em thích sao mà em qua ngọn núi kia À à, làm xong mà em tới đó mệt em ngủ với nhà mẹ nhà vợ em đó à là sang luôn vợ luôn đó, vợ em cần gì rất nên à vậy hả trời chứ ơi, là vợ em xong gì nữa chứ không phải mình cứ vợ mình bỏ cho chúng đó mình bỏ cho nhiều tiếng nhiều rồi mình đi sang hả em tiền nhiêu mà ước mơ nhỏ nhoi vừa dở dòi quá ha ơi, tiền nhiều anh chứ giờ anh nghĩ tiền nhiều làm gì để anh hỏi nhiều người coi coi nhiều nhưng người mà em ta có hỏi nhiều là giờ là bây giờ anh tiền nhiều anh làm gì anh chưa suy nghĩ à giờ tiền nhiều anh quá ơi tôi anh đi ơi ngã quá để cho anh có thời gian để suy không cần phải suy nghĩ à, bây giờ tự nhiên hồi giờ anh thích cái gì là anh nghĩ ra cái đó nhưng mà giờ gọi là đó là đó gọi là trong tiềm thức mình nó có sẵn rồi đó bây giờ giờ anh hỏi chưa anh là suy gì đúng giống như em vậy á anh chưa có suy nghĩ à, tiền nhiều mà mua thú vô đi săn bắn rồi mua hai con vợ bỏ bây hai giờ con với vợ anh cứ em à, cứ cưới 10 vào 10 hả quả đồi là 10 con vợ ừ. đó, một quả đồi thì một con vợ cũng được mà không kiếm hai ba con cho con ở gốc con ở dưới chân con ở trên ngọn con ở giữa đó, lúc lúc mà mình leo lên núi á leo nửa chừng mình mệt quá đó có nhà con vợ mình nghĩ đó không Nhưng mà mệt quá gặp vợ rồi chắc mệt luôn nghĩ nhưng gì mà sức sức khỏe chịu nổi không trời anh lo gì vậy thấy cái sức này à thấy sức à, ơi, có lúc đó tiền mình em đang ở ăn không mà trời em ăn mập mình thôi chứ có nghĩa là mình có tiền thì mình ăn nó mập lên đúng không đó mấy đồ nhung nai á em mua nai em nuôi bắn nó lên nhung nai chân hấp cách thủy Yeah, biết à. làm món đó không Trời ơi định dạng em có sư phụ lên YouTube mà Yeah. à. Hỏi cái sao gì Sao chưa nói nghe nói là đệ tử làm YouTube bây giờ làm sư phụ là YouTube rồi điện tử là Google à đệ tử là Google tự hỏi nó trả lời gì nha Yeah. Vậy là ước mơ đơn giản nhỏ nhoi thôi ha tiền nhiều để làm gì tiền nhiều không phải để mà đơn giản nhỏ nhoi nhưng mà nó tiền nhiều làm gì làm À, vậy làm ngoài gì cái đó ra em còn ước mơ gì nữa không? à mà em có mọi ước mơ rồi Ước mơ đó thôi ha. Dạ ước mơ anh thấy đó, ước mơ cũng nhỏ chứ đâu có lớn đâu. rồi là ước mơ là phải lớn anh Mà anh thấy ước mơ của em cũng nhỏ chứ đâu có lớn đâu. và Có hai cái quá đầu. đó là nó nhỏ đó nó nhỏ không có gì nhỏ hết Giờ nhưng mà mình cái gì cũng gì hết. Có ước mơ là mình sẽ có sự thật. Đó, nhưng mà mình cố gắng hàng ngày mà phải cố gắng nỗ lực hàng ngày phải làm nhiều hơn người phải thức nhiều hơn người phải đúng suy rồi nghĩ nhiều người ta hơn người ngủ không ngủ người ta ngủ mình không ngủ người ta nghỉ mình không nghỉ đó cái đó cũng không là quan trọng nữa mà mình quan trọng là mình phải làm cái cơ bản có cái kế hoạch hẳn hoi thì mình sẽ thấy không giống như cái câu nói mà hồi nãy em nói đó có nghĩa là trời sinh ra có tài thấy không thôi thì chắc sinh chắn ra là sẽ đấy dụng được cái chỗ của mình thôi rồi chúc mừng em chúc mừng em kiếm được à mỗi quả đào kiếm được nhiều quả đòi và nhiều cô vợ xây nhiều cái chưa cái gì cái thành lũy nuôi nhiều ngựa nhiều heo để em đi săn bắt anh cười anh đau bụng bây giờ em hỏi anh là giờ anh tiền nhiều anh làm cái gì Bây giờ đó tạm thời anh chưa suy nghĩ à, thì anh đó làm cái gì thì nó có trong tiềm thức rồi tiềm thức em là vậy á em nói cái một là la liền